đuôi thì hình thôi, thiết kế đối xứng, rồi các mảnh giáp được xếp chồng lớp lan lên nhau, đúng khí chất của một hàng sát long. Hỏi sao mấy anh em nhựa thủ đứng ngoài không yên, bữa giờ nờ shop cũng tất bật nhập hàng nữa. Dạ, cho em gửi mình hai con ở bên ạ. Một em thì để lắp trải nghiệm, còn một em thì để tặng bestie đúng không anh? Bí mật chưa thể bật mí, để khi nào anh lắp xong anh sẽ cho shop feedback sau nha. Để mà nói về mấy em robot của nhà Moto Nuclear thì một từ đẹp thôi là chưa có đủ, phải nói là đẹp mà hầm hố nữa chứ. Tới cái hộp thôi mà nó còn ba chà bứ nữa, kiểu này chắc là Raptorize luôn. Bất mí cho các bạn là mô hình sau khi hoàn thành sẽ có bonus thêm một em hàng sắt long nữa, nên tổng số bắc của Ngao Bính sẽ nhiều hơn rất nhiều so với Nacha, lên tới 800 bắc luôn đó. Bên cạnh các vị runner trong kit, bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái bộ khung xương kim loại được đựng riêng trong một cái hộp. Màu sắc chủ đạo của các runner là màu xanh lam và trắng, giống như là cái màu nước biển đó. Một số bắc mã vàng là màu sơn sẵn trên nền nhựa trắng, do đó trong quá trình cắt ghẻ sẽ để lại một vài cái vết màu của nhựa nguyên bản bên dưới. Bạn chỉ cần lấy sơn hoặc là marker phủ lên những cái chỗ đó là ok. Hầu hết các bắc đều sẽ có undercase để hạn chế cái việc ghẻ lộ ra bên ngoài, nên là cái việc này rất là thích hợp cho những cái bạn nhựa thủ mới vào nghề, có thể dễ dàng cắt xác mà không lo để lại những cái vết nứt trên bề mặt. Đây là mô hình được làm theo cái phong cách thần thoại cổ trang, nên nhiều vị trí sẽ được vuốt nhọn để cho mô hình đảm bảo được cái độ chân thật nhất, nên bạn cần chú ý trong cái việc bầu dáng nha. Nếu so với đầu của Nacha thì Ngao Bính có chiều ngang rộng hơn rất nhiều, với nhiều chi tiết vuốt nhọn tạo vẻ uy nghiêm. Đặc biệt là vị trí hai chiếc sừng trắng này tạo hình giống như là cái cặp sừng rồng kết hợp với lại cái viên ngọc màu xanh lá, khi mà nhìn chính diện hay là góc nghiêng đều rất là ấn tượng. Đầu thì nối với cổ bằng một cái khớp PC, nó là cử động rất là tốt. Hai bên giáp vai có kích thước khá lớn và được ráp từ nhiều lớp chồng xếp lên nhau, mang tới một cái cảm giác xếp lớp laser đẹp mắt. Điểm nhấn của vai nằm ở vị trí các bắc clear màu đỏ và xanh lá, với viên ngọc xanh lá được bọc trong lớp giáp khung viền trắng bắt mắt. Bạn có thể di chuyển một số các mảnh giáp ở vai để mà tạo dáng, còn cái mảnh giáp ngoài cùng thì có thể gập xuống hết cỡ luôn. Khớp kết nối giữa vai và tay là sự kết hợp giữa khớp kim loại và nhựa. Bạn có thể nới rộng ra để mà hỗ trợ cho tay gập rộng hơn. Cùi chỏ là bắt kim loại và có tới hai chốt gập nên gập lại rất sát. Ống tay được che chắn bởi mảng giáp lớn hơn với 3 chiếc gai. Bạn sẽ có tổng cộng tới 6 cặp bàn tay đi kèm, từ cầm nắm, xòe, nắm đấm cho bạn tha hồ tạo dáng luôn. Các ngón tay gắn vào bàn tay theo kiểu từng mảng rời, nó sẽ rất tiện cho bạn nào thường xuyên thay đổi phụ kiện. Phần giáp ngực được thiết kế theo kiểu mecha kinh điển, với hai khe tản nhiệt ở hai cái vị trí bên ngực. Các khung giáp được sắp xếp sao cho tạo cái cảm giác tập trung vào điểm chính giữa, với cái mảnh buckler màu xanh như là một cái viên ngọc lớn. Ở eo có một khớp gập có thể nghiêng qua trái, phải rất tốt và nghiêng người ra trước một xíu. Bắt của Ngao Bính được thiết kế rất giống với Nacha khi mà chưa sử dụng 6 cánh tay, với thiết kế tương đối là đơn giản, được tạo hình giống như là cái đôi cánh nhỏ cùng với bộ đẩy ở giữa, và được trang trí bằng cái viên ngọc đỏ khảm bắt mắt. Do sử dụng cái lỗ khớp tương tự nhau nên nếu như muốn thì bạn cũng có thể tháo bắt của Nacha để gắn lên trên áo Bính và ngược lại. Eo là vị trí có ít giáp nhất, nhưng Moto Nuclear cũng đã làm rất tốt khi mà sử dụng các đường hoa văn đối xứng tạo cảm giác tiếp nối giữa giáp ngực xuống cái phần giáp hông. Vị trí thắt lưng được trang trí cực kỳ bắt mắt với cái viên ngọc đỏ nổi bật được bao bọc bởi phần khung màu vàng. Các mảng giáp váy có một cái độ dài vừa phải, tách màu hài hòa và có chiều sâu. Giáp váy bên hông có thể bật ra phía sau, giáp váy sau thì cũng chỉ cử động cơ bản nhưng vừa đủ.
Khớp háng là một chục kim loại kẹp giữa hai cái mảnh nhựa để giúp cho chân cải thiện biên độ. Bạn có thể đá chân ra trước, vô cùng thoải mái. Vị trí bắp đùi được khoét các rãnh để lộ cái khung đen bên trong, còn các lớp giáp trắng bên ngoài có những cái đường vân tinh tế, vừa giảm sự đơn điệu, vừa có thể hạn chế được việc gây vướng víu khi cử động của chân. Giáp đầu gối được tạo hình với hai cái mảnh giáp lớn xếp chồng lên nhau, và khi gặp đầu gối thì các mảnh giáp này sẽ trượt ra theo. Cổ chân được che chắn bằng mảnh giáp xanh, đồng bộ với tổng thể của mô hình. Bàn chân thì thiết kế đơn giản hơn, chỉ với điểm nhấn là bắt màu vàng kim loại ở trên. Phụ kiện của áo bính thì tương đối là đơn giản, nhưng mà vẫn đảm bảo cái khả năng chiến đấu, bởi vì còn có tinh tướng hàng sắc lông nữa mà. Đầu tiên là lông nha xoa. Đây là chiếc kích hai lưỡi cong như gọng kim. Phần lưỡi được tạo hình như gợn sóng, khi mà ở giữa là màu xanh, còn cái viền xung quanh là màu trắng. Cán cầm được khắc rất là nhiều cái lằn rãnh khác nhau để bạn có thể dễ dàng lựa chọn cái vị trí cầm trong quá trình tạo dáng. Đầu bên kia là một mũi thương tương đối đơn giản, nhưng cái phần nối với cán được xếp lớp như đuôi rồng khá là đẹp mắt. Áo bính có thể sử dụng cái món trang bị này cho các đoạn đâm để linh hoạt hơn trong chiến đấu. Tiếp theo là lông nha phá đao và lông nha trường đao. Lông nha phá đao và lông nha trường đao thật ra nó là hai cái phần lưỡi khác nhau. Ở chế độ phá đao thì phần bản sẽ to hơn và những cái đường vân đen tạo hình như được gia cố với mục đích mang tới một cái lực công phá lớn nhất có thể, tập trung vào những cái đòn bổ càng quét kẻ địch. Còn ở chế độ trường đao thì có một cái phần lưỡi mảnh hơn và dài hơn, với cái mũi chớp cong nhọn sử dụng cho những cái đòn tấn công yêu cầu phải giữ khoảng cách hay đơn giản hơn là tối ưu tốc độ. Cả hai loại đao thì đều sử dụng chung cái phần cán. Bạn có thể thay đổi giữa cán dài hoặc là cán ngắn tùy vào mục đích bầu dáng của bạn. Cuối cùng là hàng sắc lông. Nếu như bạn là fan của Kamen Rider Ryuki với con rồng máy móc bay lượn xung quanh khi mà Henshin, thì đây, bộ kit này là dành cho bạn. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa thì Ngao Bính vốn dĩ là Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử, nên không quá bất ngờ khi bộ kiếp của Ngao Bính có đi kèm theo nguyên một con rồng siêu dài lên tới 90cm. Phần đầu rồng cực kỳ uy nghiêm khi được trang trí bằng nhiều cái bắt lia phát nhọn màu xanh bắt mắt. Hai hàm bên dưới có những cái chiếc răng nanh trắng to và rất là đáng sợ. Bên trong khoang miệng có một cái nòng bắn. Bạn có thể dùng để gắn cái hiệu ứng bắt lia màu cam này không? Và đặc biệt là khi chiếu đèn UV lên thì chỗ effect này sẽ phát sáng rất đẹp. Những đoạn thân rồng được tạo hình kiểu các lớp giáp xếp chồng lên nhau. Ở hai đoạn thân gắn chân thì cái khớp gập của chân sử dụng là cái khớp kim loại, do đó là bạn có thể yên tâm là không lo là rồng bị khuỵu chân khi đứng. Móng vuốt của chân cũng được làm rất là bắt mắt và có thể xoay chuyển lên xuống được. Thông thường thì chỉ có vua mới được sử dụng hình ảnh rồng năm vuốt, do đó Ngao Bính thân là Tam Thái Tử nên chỉ có thể là rồng bốn vuốt mà thôi. Đuôi rồng thì cũng được tạo hình rất là đẹp mắt, với phần đuôi có hình thoi nhọn được bao bọc bởi những cái mảnh bắt lia lớn. Những cái mảnh bắt lia này đối xứng hai bên đẹp mắt nhưng cũng cực kỳ sắc nhọn, giúp cho hàng sắc lông có thể sử dụng để tấn công đối thủ bằng những cái đòn quật đuôi rồng. Đế dựng đi kèm là cụm 3 đế kết hợp với nhau tương tự với Na Cha để tăng thêm cái độ vững chắc. Do mô hình có kích thước khá lớn và phụ kiện hơi bị cồng kềnh nên sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng action bay khi bầu dáng. Ngoài ra, bạn còn có thêm một số cây chống đỡ mọc lia trong suốt để tạo dáng hỗ trợ cho hàng sắc lông. Với mô hình của Ngao Bính thì chắc chắn bạn nên sử dụng action bay để bầu dáng, vì khi bầu những cái dáng bay nhảy hay chiến đấu trên không kết hợp cùng hàng sắc lông bay uốn lượn xung quanh thì mô hình này không khác gì một cái mô hình tĩnh siêu chiến mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải ấn tượng. Đó, mấy bạn thấy không? Sắm một em ao binh này về, vừa lắp vừa chiêu, quá là hợp lý luôn. Bác á, thì có undergay, đỡ phải gọt ghẻ nè, snap fit cũng rất là tốt. Rồi còn có khung kim loại nữa, các bạn tha hồ mà vô dáng luôn. Đã vậy á, còn có một em rồng bên trong nữa, tính ra là mua một mà được hai. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Các bạn thấy sao về em ao binh này? Comment bên dưới cho tụi mình biết với nha. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những mô hình kế tiếp ở NSHOP nha. Còn bây giờ thì, tạm biệt.